Có gì anh em mình hỗ trợ nhau ha. Cảm ơn Thịnh nha. Cho não nghỉ ngơi đi AB. Nó mệt lắm rồi còn chơi cái này nữa. Phải chơi em ơi, phải chơi anh em ơi. Ủa? Sao em cứ CMT? Ủa? Cái này là đẩy ngược vô đây hả? Đó. Cái này là phải đẩy cục này qua đây. Đẩy cục này qua đây, cục mà mình phải cho một cái điểm hở. Easy. Game đó là dễ. Cho 4 cục vô. Cho 4 cục chui vô. Ha. Đây một cục, hai cục, ba cục, bốn cục. Easy. Ủa sao đáng lẽ ra điểm mà mày mỗi màn nó phải mỗi khó hơn chứ ta, sao điểm mà mày tự nhiên mỗi màn nó lại càng dễ hơn nhỉ? Poppy Playtime. Mỗi màn nó lại càng điểm mà mày dễ hơn má chứ. Của anh ba lỡ bấm từ chối nhận cái hit Poppy Play Tam 2 rồi hả? Đúng rồi, tại vì nó bị lỗi Nico ơi. Nó bị lỗi em ơi. Chết. Anh nhận của em á, rồi xong nó cứ báo lỗi hoài à. Chết. Đêm em ngủ e cứ để like của A3, em ngủ auto ngon A3. Cảm ơn Hồng con nha, sao vậy? Sao vậy my fan? Ê, tính ra là mình phải đẩy từng cái xuống hả ta? Hay là mình phải đẩy một cái vô trước nhờ? Một cái. Anh ba ơi em muốn gửi cái áo có chữ ký của Harry Maguire, anh ba có muốn nhận cô à? Không em ơi, đụ má bớt gửi. Em bớt gửi giúp anh ba thì mẹ anh ba cũng đéo cần nữa em à. Làm ơn đừng gửi. Khó ngủ nên phải xem để ngủ á. Tên e là Peppa Pig đó A3. Con heo hồng đáng yêu á. Bạn đức con heo hồng đáng yêu. Tại nó là DLC á anh ba chưa ra Poppy Playtime 1 nên nó không cho nhận á. À vậy hả? Vậy là anh ba phải tải với Poppy Playtime 1 à. Nick này thì trẻ trâu một gậy nha em yêu. Sao mình tải cái này ra đây được ta? Không tải được. Không được. Ủa sao tôi qua đây được ta? Khó ngủ quá. Sao? Lý do tại sao lại khó ngủ quá? Ôi sắc thì mà bây giờ mình đẩy cái này qua thì như thế nào nhờ? Cái lỗ này nó bị dính ở đây rồi. Sao tôi đẩy được qua ta? À tôi phải đẩy cái cục này qua đây. Đây rồi. Game thiếu khi vô tay anh trùng đéo khác gì Elden Ring vậy. Elden Ring à? Bớt Elden Ring ha. Đạt một gậy nữa nha em yêu. Cái này là mình chui ra đây đúng không? Mình chui ra đây. Vậy là mình đẩy cho cái cục này vô tới đây cái đi.
tưởng ra không được. Chui ra vậy thì cái cục này nó phải vô đây. Ủa sao giống A3 đang chơi lại mấy mà hôm qua vậy? Đâu có, mày mới mà, mày mới em, mày mới á. Thấy AB chơi game chán quá em ra đâu nét đọc tên thằng nào bị mod ban view. Cảm ơn Đạt Đăng nha, cảm ơn em nhiều nha Đạt Đăng. Anh ba ơi, anh ba dự đoán cặp tỷ số J2 với T1 để em all-in ạ. J2 với T1 à? J2 với T1 đương nhiên là đi mẹ mà J2 thắng rồi. À, rồi, tôi biết rồi. Bây giờ mình đẩy cái cục này lên đây đi. Đó. Sau đó mình đẩy cục này vô đây. Mình đẩy cục này xuống. Dễ. Ủa mà sao mấy cái màn này đều mà làm như cảm giác nó dễ hơn mọi người ạ? À? Thật không? Đúng vậy đúng không ta? Nó dễ hơn thật mà đúng không nhỉ? Nó dễ hơn mấy màn trước luôn á. Mấy màn trước kiểu được mà cảm giác hát não phải liền màn này xong kỳ cục. AB đẩy em nè. Anh ba chịu. Anh ba chịu. Cái này thì anh ba chịu đủ mấy mà từ chối hiểu. Cho nó vô đây hết à. Ủa sao còn thiếu một cục hả? Phải không? Thiếu không ta? Dễ thiếu không ta? À, vậy là tôi phải đứng ở dưới tôi đẩy lên. Bà nghĩ gần ra nó donate cái lú luôn. Vậy là tôi phải đi mà đẩy ba cục vàng lên đây luôn. Top 10 cách gây khó chịu top 1 xem A3 dùng não. Hói còn thiểu năng, ông trời bất công với A3 quá. Cái này donate tối thiểu 20 kim cương mới đọc donate hả anh hói? Đúng rồi em ơi, đúng rồi bé bì ơi. Tối thiểu. AB quên uống Milo hôm nay rồi. Đây rồi. Chơi game này không vội được anh em ạ. Chơi game này mà anh em bắt tôi vội vàng quá. Khó cho tôi quá. Game này có AI có thể kiểm tra IQ của người chơi qua từng màn rồi từ đó đưa ra độ khó phù hợp A, A, B. Có không? Ủa xong lúc đầu vô là anh ba thấy nó chơi luôn mà.
chỉnh chỉnh mở cái cửa nó ra. Thảo nào càng ngày màn càng dễ. Ủa, sao nó lại có hai cục này nhỉ? Sao nó lại có hai cục nhỏ nhỏ ở đây nhỉ? Vàng vô trước anh trai ơi. Không phải, phải đúng rồi. Đúng rồi, phải ngược lại, phải ngược lại, phải ngược lại cho bốn cục vô, cho bốn cục vô. Vậy thì mình phải sang kẻ làm sao cho nó là màu xanh vô trước, xanh trước. Xanh vô trước. Chứ không phải là vàng vô trước anh em ạ, xanh vô trước. Xong là cái này là tới xanh. Không, xem cái này là tới vàng chứ nhờ. Cái này là tới vàng, xong cái này mới tới xanh. Ây da. Chúng ta cũng đéo phải. Sao cho nó vô bốn cục luôn hả? Sao cho nó vô bốn cục? Vậy thì hai cục xanh trước. Hai cục xanh trước đúng không nhờ? Đâu, tôi để hai cục xanh xuống trước thử coi. Hai cục xanh xuống trước được anh em ạ. Cảm ơn Minh Hậu nha. Rồi cho hai cục vàng vô đây. Nó đi con mẹ mà nó vẫn chèn một cục nha, nó vẫn chèn vô một cục nha. Nó vẫn chèn vô một cục nha. Nó vẫn chèn vô một cục nha. Một cục xanh, hai cục vàng hả? Một cục xanh vô cuối. Rồi xong rồi hai cục vàng đè lên thì nó vẫn bị chèn. Một cục xanh. Thì nó vẫn bị chèn nha. Cảm giác nó vẫn bị chèn, nó không lên được 4 anh em ạ. Nhét ngược lên thì mình không, nếu mà tụi ông đẩy ngược lên thì tụi ông không vô được. Tụi ông không vô được cái ở trên, tại vì tụi ông phải có một cái ở trên đây nữa nè. Đó, cho nên là cái này chỉ đẩy ngược xuống thôi. Mà cái quan trọng là cái thứ tự. Cái đó là thứ tự cái này nó như thế nào thôi. Cảm ơn Minh Hậu nha. Vàng xanh xanh vàng hả? Vàng xanh xanh vàng hả? Nó cũng vậy hả? Tại vì để một cái vàng xuống là chắc chắn là cái xanh nó sẽ đè xuống. Vàng xanh xanh vàng, bữa nay tôi thử rồi mà. Làm lần lượt một xanh hai vàng. Một xanh hai vàng bữa nay cũng thử rồi mà anh em. Một xanh nè. Một xanh nè. Hay là mình đẩy một xanh một vàng vô trước. Mình đẩy một xanh một vàng vô trước thì nó cũng đẩy xuống. Hay đẩy từng cái nha. Đẩy cái vàng vô trước nè. Đẩy ra đi. Rồi đẩy lên. Rồi đẩy cái xanh nè. Vàng trước hay là xanh trước nha? Vàng trước rồi xong thêm cục vàng vô nữa thì hai cục xanh là phải đỡ trụ ở dưới. Hai cục xanh đỡ trụ ở dưới rồi cho một cục vàng vô, nhét từng cục vô thôi.
chứ không phải. Hay là mình cho cục xanh đỡ trụ ở dưới, cục xanh đỡ trụ ở dưới, xanh đỡ trụ ở dưới, rồi xong cục xanh này mà chồng xuống dưới thì không được, phải nhét cục vàng anh em ạ, phải nhét cục vàng, phải nhét một cục vàng, đấy, rồi xong đẩy cái này lên lại, đẩy cái này lên lại. Thì bây giờ cho hai cục xanh xuống hả, cho thêm một vàng nữa được không, ví dụ như tôi cho thêm một cục vàng này xuống nữa, cho thêm một cục vàng xuống nữa không, tại vì xanh ở trên thì chắc chắn là nó sẽ bị đè xuống, cho nên là cái cục đầu tiên là phải là cái cục mà khác là cái chắc chắn là phải cục vàng rồi, cục vàng sau đó thì tới cục vàng nữa, vàng nữa rồi xong tới hai cái xanh sau. Thì bây giờ mình đẩy cục vàng nó vô như thế nào đây, xanh cuối nè, rồi ra rồi, à mình thì là mình cứ chú tâm vô cái lỗ quá, mình cứ chú tâm vô cái lỗ quá mọi người ơi, tôi cứ chú tâm vô cái lỗ quá, không cái này là đẩy đây đấy, rồi sau đó tôi đẩy cái này vô, đẩy cái này vô, cái này vô đấy, tôi cứ điệp là phải bắt buộc tôi phải nhét vô cái lỗ, mình để ngoài được mà, tôi để ngoài được mà, tôi chú tâm vô cái lỗ quá, do điệp mày tập trung, cứ tập trung là điệp mà phải vô lỗ, cho nên là nó sai mọi người ạ. Mình bị sai cái là mình tập trung vô cái lỗ. Anh có thể dùng cái ấy của anh nhét vô cái lỗ này của em được không? Dơ đi. Giờ phải cho một cục vô trước nè, cục này vô trước nè, cục này vô trước nè, không được, không được, cục này vô trước mà phải vô thật sâu luôn á, đi mẹ mày, nó phải vô thật sâu, nó phải vô con mẹ nó sâu trước luôn. Đẩy ra được đúng không? Này đẩy ra được. Đẩy ra được. Vậy là phải cho cục này vô trước hả? Rồi vô thật sâu nè. Bây giờ vô thật sâu nè. Sâu quá luôn nè. Sâu quấy luôn nè. Sâu quá nè. Vậy thì quá sâu nè. Đúng rồi, AB đâm nút cản em đi. Ừ.
rồi tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Bây giờ nè, tôi đẩy cái này xuống, sau đó tôi đẩy cái này vô, rồi tôi phải đẩy cục này ra. Nhưng mà đẩy cục lồn này ra thì đủ mắc kỳ vậy. Rồi rồi rồi, làm lại làm lại làm lại làm lại làm lại làm lại làm lại. Không lúc cán được. Rồi cái này đẩy lên đi. Này lên cái. Giờ đẩy cục vàng ra hả? Khác lồn gì à? Thì mà tính ra pha này khác khác lồn gì à? Anh là cho hai cục chui vô luôn. Khác lồn gì à? Trước khi di chuyển phải xác định các ô, các nguyên. Cho xanh lá vào xanh dương à? Cho xanh lá vào xanh dương. Cho xanh lá vào xanh dương hả? Cho xanh lá và xanh dương hả? Rồi cho vàng vào luôn. Vậy được không? Cho hai cục xanh lá với vàng vào xanh dương rồi nhé. Rồi đúng rồi. Ok hợp lý. Chuẩn nha anh em á. Hay. Mọi người hay lắm. Cái này mình đi qua số 2 nữa. AB đâm em qua tới chiều không gian khác luôn, phê Ủa quá. cái này là sao ta? Cái này để làm gì ta? Vãi cả lồn ấy ấy đó. Ủa, tôi chơi cái này rồi mà. Ủa chơi cái này rồi mà. Ủa để chi? Đâu đây?
chỉ cần mình lấy cục này ra thôi hả? Chỉ cần mình lấy được cái cục này ra thôi là được. Ba ơi, em bắt đầu thấy ảo giác rồi. Anh ba cũng hơi bị ảo giác rồi đó. Đây nha. Anh ba cũng hơi bị ảo mộng tình yêu rồi đấy. Xuống đây hả ta? Lộc phút rồi AB ơi. Lộc bị gì cút? Kỳ vậy, sao ép hai cục này vô? Vậy là mình phải từ trong đây mình chui thẳng lên, mình chui qua. Sao vậy? Sữa chua bỏ lộc toang. Sữa chua bỏ lộc à? Đến giờ ôm người yêu đi ngủ rồi, đừng xem stream nữa anh em. Rồi 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 rồi, hiểu 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 rồi, hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi. Đây. Đây, đẩy cục này ra. Từ từ, sau đó tôi sẽ đẩy cục này ra đây. Không phải, đẩy thêm một cục nữa mới đúng chứ. Rồi tôi phải đẩy sao mà cho hai cục vàng nó sẽ chìm vô đây. Nó sẽ chìm vô đây và cục điện xanh ở đây. Rồi. Hai cục vàng vô, cục xanh nó chồi lên. Nó chồi con mẹ nó lên luôn. Thì cục xanh vô trước đúng không ta? Nếu mà vậy thì cục xanh vô trước đúng không ta? Mày ngu. Nếu mà vậy thì cục xanh tôi phải vô trước chứ. Anh hai đang lặp lại trong vòng thời gian vô tận hả mặt mếu, còn hơi chơi đá nữa anh hai. Từ từ để tôi calm down là đầu tiên tôi phải lấy cái này ra trước, tại vì tôi để hai cục vàng vô nó bị dướng không ta. Ví dụ như để hai cục vàng vô nó có bị dướng không nhờ? Vậy là để vàng trước hả? Hay là tôi đẩy cục vàng lên đây luôn nhỉ? Cho xanh trước rồi hai cục vàng sau. Xanh trước hai cục vàng sau hả?
xanh trước hai cục vàng sau hả? Xanh vô trước. Nếu mà như vậy rồi, hiểu rồi nè. Vậy là tôi phải đẩy cái cục vàng này lên trước. Thôi tôi đẩy cục vàng ra cái. Rồi cho xanh vô trước. Rồi hai cục vàng. Lên. Vậy mà nhiều khi thì bọn chết não thật luôn á. Ủa? À. Đây, màn mới. Màn này 5 màn là qua. Giờ mình phải đẩy cục này vô trong cục này đúng không? Phải vô cục kia. Chết con đĩ mẹ, không rồi cục này vô đây rồi sao qua được ta? Cục này vô đây là sao qua được nhỉ? Chết não chỉ dành cho người khôn thôi. Còn với A3 theo khoa học thì gọi là óc heo đó. Phải thay đổi cấu trúc của cấu trúc à. Thay đổi cấu trúc của cấu trúc.
Sao anh em nhỉ? Xanh dương vô xanh lá, xanh dương vô xanh lá, rồi đẩy cục xanh lá ngang qua. Xanh dương vô xanh lá, rồi đẩy cục xanh lá ngang qua hả? Xanh, anh ba cho cục xanh nước biển vô cục xanh lá, rồi đẩy xuống ngang ô của nó, xong nhảy ra ngoài. Cho cục này vô cục này đúng không? Rồi nhảy ra ngoài. Rồi hiểu. Đi con mẹ được em ơi. Được em ơi. Được em nhá. Hợp lý em nhá. Này cũng y chang nè. Lý em ơi, tuyệt vời em ơi, 10 điểm em ơi. Điểm em ơi, chuẩn quá em ơi, chuẩn thế còn gì. Giờ phải hai cục với một cục à? Chỉ cần một cái vô đây thôi là mình đã có thể chui vô trong rồi hả? Chỉ cần một cái vô là mình chui được vô trong. Ủa nhầm. Mình phải tận dụng cái lỗ này anh em ạ. Đầu tiên tôi phải tận dụng cái lỗ này trước. Cái lỗ này thì sẽ đẩy lên đúng không? Đẩy lên. Thì tôi sẽ phải để một cục ở trên đây hả? Tôi để một cục ở trên này. Để cục vàng lên hả? Dùng một lần vô lỗ, một lần phải chui vô lỗ. Giờ cho cục xanh đi lên, cục xanh, xanh này lên đây, qua đây thì sao? Ở nhầm, lên đây qua đây, lên đây một cái thôi, nhẹ, một cái thôi, một cái thôi, một cái thôi, một cái xương xương thôi, rồi. Rồi sau đó thì
Ý của anh là yêu em. Ủa không có đã chu ra sao bạn rồi. Không phải. Như vậy thì tôi chú không được. Cái ô này nè, phải chui vô trong đây nè. Cái ô này phải chui vô trong đây nè. Ô này phải đi mà mày nằm ở đây. Tôi đẩy vô xong rồi tôi phải đẩy cái ô nó nằm ở đây. Càng khuya anh ba lại càng đẹp trai thế nhỉ? Anh ba cảm ơn. Anh ba cảm ơn. Đẩy cục vàng lên. Giờ là tôi phải nằm ở trong đây. Tôi phải nằm ở trong đây. Thì sẽ có một thằng đứng ngoài đây. Thằng đứng ngoài đây thì đường lồn là tôi ra đây. Đường lồn. Rồi. Cái này sẽ phải xuống tuốt mì ở dưới. Cái này sẽ phải xuống tuốt mì ở dưới. Thật thì luôn luôn đơn giản nhưng AB make it complicated B. Cái này sẽ phải làm tuốt 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 của mẹ nó mì ở dưới này hả? Vô đây. Make it real. Bên Nemo có chế độ tự donate tự khen bản thân hả anh? Cảm ơn Nam Nguyễn nha. Anh ba không có làm điều đó. Anh em ơi, bây giờ sao anh em? Đẩy cục xanh lá gần cái khe. Anh ba đẩy cục vàng vào cục xanh lá. Đẩy cục vàng vào cục xanh lá. Rồi. Bây giờ đẩy cục vàng vào cục xanh lá. Xong đẩy cục xanh nước biển vô cục xanh lá, ép cục vàng vô. Đẩy cục xanh nước biển vô cục xanh lá. Ép cục vàng vô. Vậy đúng không? Ép cục vàng vô. Ủa nếu mà mình ép cái cục vàng vô xong mình đi ra. Sao anh em xanh lá lấy vàng kê ở bên ở ngoài bên trên, lấy vàng kê ở ngoài bên trên. Seba Roma của Mourinho versus Feyenoord, anh nghĩ ai xanh dương vô xanh lá rồi đẩy cục xanh lá sao? Xanh dương vô xanh lá rồi đẩy cục xanh lá vô ô xong chui ra từ cục xanh. Đẩy vàng và xanh dương vào xanh lá là tự nhìn ra. Anh ba kê cục vàng lên trên cục xanh lá R chấn cục xanh dương vô cục xanh lá thử đi. Kê cục vàng. Từ từ nha.
Bây giờ anh ba kê cục vàng lên trên cục xanh lá, rồi chấn cục xanh đường vô cục xanh lá, vàng vô lá, chấn dương lên. Vàng vô lá, chấn cục dương lên hả? Sao kỳ vậy? Cứ có cục gì anh ba đẩy hết vào mông em nè, vì anh ba em chấp nhận nổi đau này. Để vàng cuối cùng. À, ý anh em là để vàng cuối cùng là để kiểu này á hả? Để vậy á hả? Để vậy á hả? Rồi kê lên trên. Rồi sao nữa? Kê lên trên là sao nữa? Người thiết kế mấy cái màn chơi này đỉnh thật sự. Hay mà. Giờ đẩy xanh dương nằm ở cuối, rồi tới xanh lá đẩy xanh dương nằm ở cuối, xanh dương nằm ở cuối cùng. Rồi rồi tới xanh lá, rồi tới xanh lá đi đường kia lòn vào, tới xanh lá đi đường kia lòn vào, xanh dương cuối cùng đúng không? Sai rồi hả? Sai rồi hả? Rồi bây giờ anh em đẩy từng cục đi, anh em chỉ tôi đẩy từng cục đi nè. Để cục xanh lam vào xanh lá. Để cục xanh lam vào xanh lá, rồi để vào ô, rồi để cục vàng bên trên. Để cục xanh dương vào xanh lá. Để cục vàng vào ô. Ô nào? Kê cục vàng trên ô này hả? Đẩy cục vàng lên sát trên R tới xanh lá bên trong có xanh dương. Rồi, vậy đúng không? Anh em kêu tôi về đúng không? Đúng chưa? Ừ. Đẩy lên cái nữa hả? Đẩy lên cái nữa. Rồi. Vậy bây giờ mình đi đường này sao mình bị kẹt mà. Mình đi đường này bị kẹt mà anh em. Nữ vô nhân tính nào tặng AB game này vậy? Khác gì tặng giày cho người cụt chân cô? Đẩy vậy bị kẹt mà anh em. Vàng lên trên. Vàng rồi xanh lá rồi xanh dương rồi dùng xanh lá chui vào ô của con nhân vật Nemo TV. Rồi dùng xanh lá chui vào ô con nhân vật Nemo TV. Rồi bây giờ mình đi lên. À ok, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Thì mẹ mày xong hồi lan man thì cũng đã qua rồi mọi người ạ. Thank you anh em. Giờ đẩy cục này. Ủa rồi túi đâu? Túi đâu vậy? À tôi phải chui vô trong đây à? Tôi phải chui vô trong đây hả? Để một xanh ra.
xanh này, xanh dương này thì nó đéo đi đâu được hả? Lấy cục này vô đây. Ủa, à còn một cục ở trên nữa. Chặn đây không được. Ok. Trời ơi, má chui từ lỗ này ra tới cái lỗ kia, rồi lại thêm một lỗ nữa. Rồi lại thêm một lỗ nữa. Rồi lại tiếp tục một lỗ nữa. Lại tiếp tục một lỗ nữa. Tiếp tục một lỗ đi. Mẹ mày rồi bao nhiêu lỗ nữa? Ra tới cục vàng ý à. AB lại đền error. Ơ vậy là win rồi mà A3. Win chưa? Ủa win chưa? Không, nó còn đây mà. Chưa win mà anh em. Chưa win mà. Còn reset. Chỗ cục vàng A3 đẩy cục tím lên là win rồi. Cục vàng này hả? Xăm đi kìa. Cái này là cục tím đúng không? Vậy là mình phải đẩy cục tím xuống hả? Cục tím nó bị kẹt ở vậy? A3 cứ làm giống lúc nãy đi là A3 nhận ra. Giống lúc nãy đúng không? 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 À hết rồi nè. Hết chưa? Ô. Nó đi con mẹ mày. Rồi nó tới bao giờ? Cục thanh lá nó bị dưới đây rồi. Sao tôi ra được ta? Tôi phải ra bằng cục tím. Tôi phải có đường đi ra bằng cục tím nè, để tôi ra đây.
mà tôi phải đóng những cái này lại. Đóng cái này lại đi. Reset lại. Reset lại. Reset lại. Cái cục tím mới lại chặn ở đâu ta? Cứ thế sang trái rồi đẩy dần. Đẩy xanh lá vô hả? Xanh lá cây hả? Xanh lá cây. Nhầm, sang phải. Lá cây. Ê, chết. Nhầm. Lên. Điều tại mày tôi qua cửa mà tôi không hiểu luôn á. Tôi qua cửa mà tôi không hiểu tại sao tôi qua cửa luôn á. Ồ, tôi điều tại mày nó chỉ tôi xong tôi chưa hiểu điều tại mày cái dòng lặp đó là như thế nào luôn á. Phải liền thật. Đi con mẹ mày nữa hả? Đẩy cục vàng qua. Phải vậy. Sao để cục vàng vô đây được ta? Sao để cục vàng vô đây được anh em nhỉ? Giờ tôi phải để cục vàng vô đây anh em nhỉ? Sao để cục vàng vô đây nữa? Thầy đang chơi bản demo hay mua Z? Đẩy xanh lá lên trên kịch sàn hả? Xanh lá đâu đẩy được? Xanh lá này đâu đẩy được? Bản full em ơi, bản full 150.000 á. Bản xanh lá này, chứ xanh lá này đâu đẩy được. Nói chung là tôi phải
làm bằng cách nào đó mà tôi đưa được cái cục vàng ra bên cái lỗ này. Đẩy cái cục xanh lá lên cùng rồi đẩy cục vàng qua cái lỗ dưới vô cục xanh lá. Xanh lá không đẩy được anh em ơi. Xanh lá đẩy được tôi đẩy tìm từ 8 đời dương trước rồi. Đẩy 8 kiếp trước luôn rồi. Xanh lá này hả? Xanh lá bên ngoài hả? Lên trên nữa hả? Lên trên nữa hả? Lên trên nữa. Ra đây, đẩy cục vàng lên. Hố sâu vũ trụ. A ba khều đâu nết e đúng không? Không có, thiệt anh ba nghĩ không ra thì ba mới là không làm chứ nghĩ ra là làm rồi em. Khều làm gì? Nãy là tôi phải để được cục vàng qua bên đây nè anh em ạ. Cục vàng ngay trong chỗ này nè. Xong sau đó tôi chui xuống lỗ này. Tôi đẩy cục vàng ra là xong. Cái cách anh chơi game như cái cách em sụp vậy. Nó cứ lập đi lập lại một động tác. Lúc đầu đẩy cục xanh lá một nấc thôi anh ba. Ừ, anh ba cũng đang tính nghệ vậy đó. Vừa mới tính vậy luôn á. Đẩy một nấc lên rồi xong rồi chui ra đây. Rồi xong rồi đẩy cục vàng. Rồi, hiểu rồi. Đẩy cái này xuống lại. Đẩy cục vàng vô. Rồi, cần đéo gì kêu giờ stream cho vui thôi chứ tiền bạc gì anh em. Điệp mẹ mày, cuối cùng thì tôi đã nhìn ra điệp mẹ mọi thứ rồi mọi người. Ba cái. Não ơi mày đi đâu thế? Ba cái thế? Sao tới ba cái như vậy? Thank you.
Giờ tôi phải cho cục này vô đúng không? Tôi phải dồn được cục này nằm ở đây. Đó. Cái này nó liên quan gì không ta? Tôi phải xử lý cái màu tím này trước anh em. Tôi đang làm cái con cặc gì hết ta. Tôi đang tính đẩy cục vàng ra. Đang tính đẩy cục vàng ra hả? Sao mà mình chui, có thể mình để cục tím vô đây rồi mình chui từ dưới lên mình đẩy cục vàng qua được nhỉ? Nếu mà vậy thì cũng hai cái anh trắng đó mà chứ, hai anh trắng ở phía trên. Giờ hai anh trắng ở phía trên trước đi. Rồi xong tôi sẽ đẩy cái này qua. Đây, qua đây. Rồi. Cái cục vàng này là tôi sẽ đẩy cái này xuống. Đẩy cái này qua. Cái trời trời. Cái lục má mày nữa. Đau khổ với mày ghê. Gấp gáp quá, giục tóc bất đạt. Giục tóc bất đạt. Ai đó donate cho anh ba tao hộp hoạt huyết dưỡng não coi. Thức đêm mà còn nghĩ nhiều. Khổ. Ây da. Đủ má nhầm hoài.
Ủa cái này là tôi chui vô được chưa ta? Ủa cái này là tôi chui vô được chưa mọi người nhỉ? Sao tôi thấy nó ném chớp đỏ cho tôi nhỉ? Tôi thấy ném nó chớp đỏ cho tôi nhỉ? Đẩy cục vàng về chỗ cũ hả? Là tại tại tôi thấy đéo thấy nó cái chớp thường là nó tới là nó sẽ có cái chớp 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 ở đây nè, là sẽ chớp chớp ở đây là cho tôi báo hiệu là tôi sẽ đi qua được á. Thì mà tôi sợ tôi đẩy lên một phát thì mẹ nó lại đéo cho đó mọi người ạ. Tôi đang trong đầu tôi lại sợ là nó đang không cho tôi đó chứ. Tôi lộn mà. Nếu mà như vậy thì tôi phải đẩy ngược lại là cái này nó sẽ phải đẩy được lên đây, cái này nó sẽ phải đẩy được lên đây. Tôi đẩy sao mà tôi có thể chui ra được, tôi vô đây là tôi có thể chui ra được. Cái này phải lên được đây, cái này phải lên được đây, sau đó tôi phải chui vô đây, tôi đẩy ngược là cái này xuống. Giờ là cách nào tôi lên đưa được cái này lên đây giờ ta?
Không, tôi phải xếp thứ tự từ bên ngoài trước. Sau đó tôi mới đẩy vô. Đây, đây, đây. Rồi. Thứ tự từ bên ngoài. Tôi đẩy cái cục này ra coi. U lồn mà. Không lồn rồi. Giờ tôi đẩy cục này vô cục này thì sao nhỉ? Phải đẩy cục trên xuống, đẩy vào ba cái thôi hả? Chở về và xuất phát. Ừ, đẩy hai nhịp thôi hả? Đẩy hai nhịp à? Đẩy hai nhịp thôi hả? Một hai rồi đẩy hai nhịp thì tôi ra đây. Để hai nhịp tôi ra đây. Một cái nữa hả? Cái nữa. Rồi làm gì nữa? Rồi đẩy vô hả? Đẩy vô trong hả? Rồi đi xuống. Rồi đi lên. Rồi đẩy lên. Rồi đi qua. Rồi đẩy xuống. Ok. Mày à, mày có mấy ai à, vậy mà không nghĩ ra, xạo thật. Lồn vậy. Lồn vậy. Đụng má nhức đầu. Ha ha ha.
thấy mẹ mày. Mẹ mày cái gì đúng vậy? Quay vậy? Đúng má, vừa phải thôi. Zoom ra, ừ đúng rồi, zoom ra cho bố mày thấy đường với. Phải chưa, phải chưa, phải không? Chết nào. Xì quáp là cái gì? Lên chơi một đất hả ta? Phải lên chơi một đất đúng không ta? Tôi đi tại mày khúc cuối tôi đi mò được má trên cái ô nhỏ à, khúc cuối tôi đi mò trên cái ô nhỏ cái lồng má vậy nè, tôi nhìn trên cái ô nhỏ ba mày mới không được, mình ba mày mới thì được nhưng mà mình phải giải hết chứ anh em, chứ chưa gì anh em kêu qua mạng mới rồi mình phải giải hết mấy cái này chứ.
giờ phải cho cục xanh vô đây. Cục xanh vô đây. Cục vàng thôi nha chỗ đó mọi người à. Cục vàng mới vô chỗ đó mọi người à. Hay thiệt, mọi người phải công nhận cái tôi game này hay không?
không à? Đấy, game này được không rồi? Game này được bị cái đụng á, tôi bị chết não á. Ủa rồi cái cục nào đã để win? Ủa rồi cái cục nào để win ta? Anh dồn tất cả vô một cục đó. À, điệp mai mày đẩy hết đi trong đây. Cục màu xanh mới là cục win. Đây rồi. Thiếu một cục. Giờ tôi phải đẩy cục màu vàng ra hả? Rồi, tôi hiểu rồi. Tôi phải đẩy từng cục ra một. Không biết là có hiểu hay không, nhưng mà cứ thử. Không biết là tôi có hiểu hay không, nhưng mà đủ má để tôi làm lại. Nhiều khi tôi giải sao tôi cũng đéo hiểu, tôi đang làm cái con cặc gì luôn mọi người ạ. Mọi người cứ bình tĩnh nha. Anh đang cứ bình tĩnh. Giờ tôi đẩy cục xanh vô trước nè. Đây, cục xanh này là sẽ là cục dẫn hết tất cả những cục này ra. Rồi,
đúng rồi nè, tôi dẫn từng cục ra nè. Đấy, tôi dẫn từng cục. À! Phải dẫn ba cục cùng một lúc ra luôn, dẫn ba cục đè ra cùng một lúc ra luôn. Vậy thì cục xanh lúc đầu nó sẽ đang nằm ở đây, rồi dẫn ba cục ra đây, rồi xong bắt đầu tôi mới điều chỉnh lại. À, cũng được, này cũng được. Đây là, đúng rồi. Rồi, ok, được rồi nè. Ok. Cục xanh là phải vô đây, sau đó tôi phải đẩy hai cục này xuống cho cục xanh vô trước. Cục vàng thì nó sẽ nằm ở đây. Để cho cục xanh vô đây. Đẩy cục vàng xuống trước, đẩy cục vàng xuống một nấc. Hay là đẩy cục xanh ra trước ta. À, tôi buông não rồi. Hay là cho cục vàng. Vàng. Vàng xuống. Vàng xuống. Xanh hoa đi. Vàng xuống đây. Rồi, tôi sẽ cho xanh xuống trước. Tôi sẽ cho xanh xuống trước một cái. Rồi, giờ tôi sẽ cho vàng vô xanh. Vàng vô xanh được không nhờ? Hay là tôi cho cục xanh xuống.
thử đi. Xem xuống. Sao nó tôi tập xem vô. Không, tôi cho cục vàng xuống luôn. Tôi cho cục vàng xuống luôn thì tôi bị kẹt anh em ạ. Vàng xuống luôn tôi bị kẹt. Giờ cục xanh xuống đây. Rồi, cho cục vàng xuống đây. Vàng nó lại vô đây hả? Sai rồi anh em ơi, vàng xuống trước. Nếu mà anh em nói vàng xuống trước, không sai rồi, một nấc thôi, vàng xuống một nấc thôi. Được nè. Ây da. Trời ơi, như nãy giờ tôi làm cái lồn gì vậy ta? Sorry anh em, lâu lâu được bị não bộ nó không đồng đều anh em ạ. À. Nữa ha, center trung tâm. Mấy giờ rồi? 3 giờ rồi. Ây da. Một màn nữa thôi nha. Một màn nữa nha. Ôi. Đó, màn này dễ anh em à, đi nhanh được. Màn này dễ đi, mình đi nhanh đi vội được anh em à. À, cái màn màu trắng là sơ đẳng mọi người à. Đi, mày màn màu trắng là sơ đẳng. Hèn chi tôi nói được quá, vì sao tự nhiên có mấy màn dễ quá, màn màu trắng nó cho mình được mà mày thể hiện bản thân. Tới mấy màn kia đủ má nó mới sử dụng não nhiều, nó mới hát lão mình. Nó mới cho mình tuột lão. Wow. Wow.
What? What? Là sao? À, chui vô đây. Bây giờ mình phải tìm đường mình chui qua đây nè. Ủa từ cái lỗ này đi qua thì sao nhỉ? Lỗ này mình phải đẩy từ cái lỗ này đi qua. Thì đâu ra hỏi đi, mày chạy chơi sao hỏi nắng được. Tao đã quá quen với mày rồi. Mày đừng có lừa tao nữa.
một cục thôi, một cục làm điểm tựa thôi. Hiểu là hiểu cái lồn gì? Ủa hôm nay tự nhiên tôi suy nghĩ ra xong tự nhiên cái tôi làm sao hồi tôi quên luôn nhỉ? Hiểu là hiểu cái lồn gì đây? Cục dưới. Rồi, cục ra ngoài. Rồi. Để vào đây mới gọi là hiểu nè. Tự nhiên cái tôi nói trong đầu tôi tự nhiên tôi lé lên thì mà mày tôi biết rồi đó, mà sao tự nhiên cái thứ hồi tôi làm sao đủ bóng mày đành tôi đéo biết luôn, phải lồn xạo thật. Sao cho cục màu đỏ này nó đi ra được à, phải sao cho cục màu đỏ này nó đi ra được thì cục màu đỏ tôi phải setup ở trên đây trước. Nếu như vậy cục màu đỏ tôi setup trên đây trước. Giờ vô đây đi. Xuống luôn. Thì sao? Anh Trung đùa giỡn với cái game à? Hình như đúng rồi. Ủa sao tôi đẩy vô nó không vô giữa được nhờ? Sao tôi đẩy nó không vô giữa được anh em nhờ? Cho nó vô cạnh đi, đừng để nó lên trên hay cho nó vô cạnh đi hả? Cho nó phải vô cạnh thì nhà thì
nhất thì tôi cũng phải đẩy được cái góc này. Tôi đẩy lên trên thì tôi cứ kẹt, không đẩy xuống được thì tôi chỉ đẩy duy nhất một đường dưới đây thôi. Đấy là điều đầu tiên tôi sẽ làm, là được tôi đẩy được cái đường này xuống. Sau đó thì để nó qua một nấc. Sau đó tôi sẽ đẩy xuống. Sau đó tôi sẽ qua đây. Sau đó tôi qua đây. Tôi đẩy nó qua hết. Đây, yeah. Được rồi nè. Đúng rồi.
đỏ, cục đỏ vàng xanh lá cây, đỏ vàng xanh lá cây. Bây giờ là phải dẫn như sao cho hai cục này nó ra luôn một lúc. Phải dẫn như thế nào đó cho hai cục này nó ra một lúc được rồi. Vậy thì đơn giản quá, không phải rồi. Vậy thì là nếu phải hai cục nó luôn thì sao ta? Cho cam, cho cam vàng từ trái, cam vàng từ trái, cam vàng từ trái qua hả? Đỏ vô xanh, đỏ vô xanh lên góc, đỏ vô xanh lên góc nè, rồi đẩy cái vàng vô, đẩy cái vàng vô. Đỏ vào, vàng vào, xanh rồi đẩy. Đỏ vào, rồi cả vàng vào à. Cam vô, vàng ở dưới. Vậy đúng không? Đỏ vào vàng, đỏ vào vàng, đừng đẩy nó lên trên nè, không đẩy nó lên trên. Cho cái đỏ vào bên trái cái vàng, cho cái đỏ vào bên trái cái vàng. Không? Bằng cách nào? Như nãy á hả? Vậy đúng không? Vậy đúng không? Rồi cho cái vàng,
Và cái xanh. Cái cách này bên này của tôi nè. Vào bên trái mà. Bên trái sao vô? Bên trái sao vô? Bây giờ mấy ông chỉ vô tôi vô bên trái. Cái đỏ này vô bên trái chỗ này đúng không? Vô ngay khúc này đúng không? Sao vô được nhờ? Đẩy xuống một nấc rồi vòng lại. Đẩy xuống một nấc rồi vòng lại. Cho cái cam xuống dưới cái vàng. Rồi đẩy xuống một nấc đúng không? Đẩy xuống một nấc. Rồi vòng lại. Đẩy xuống một nấc. Cho cam vào xanh không đẩy lên. Cho cam vào xanh không đẩy lên. Kế tiếp cho vàng vào. Kế tiếp cho con vàng vào. Rồi. Như vậy rồi sao nữa anh em? Đẩy đỏ vào xanh hai nốt. Rồi lùi ra đẩy vàng sát vào. Xanh. Vậy sao đúng, nãy tôi thử cách này rồi mà bây giờ mấy ông đẩy vô đây, rồi sao mấy ông đẩy ra? Rồi tới cái lúc đẩy ra mình phải kiếm đường mình đẩy ra chứ. Trời ơi. Mình phải có đường mình đẩy ra chứ mọi người. Rồi bây giờ từ từ nè. Làm y như đầu. Làm y như đầu nè. Đẩy cam xuống cho vàng. Cho vào, cho đẩy cam xuống. Đẩy cam xuống nè. Rồi. Cho vào vàng. Rồi lùa xanh lá vào góc. Đẩy cam xuống. Cho vàng vào. Rồi lùi ra. Đẩy xanh lá vào góc. Lùi ra. Đẩy xanh lá vô góc. Vô góc này hả? Đẩy vàng vô xanh. Rồi đẩy vàng vô xanh. Rồi sau đó là mình sẽ đẩy. Đẩy ra hả? Giờ mình đẩy ra lại hả? Rồi đẩy vàng lên. Rồi đẩy xanh lá xuống. Cho xanh lá xuống. Rồi. Vô góc. Chỉ vô góc được thôi nha. Rồi mình đẩy ra. Đúng không? Đúng không? Rồi. Rồi đẩy ra đúng không? Đẩy ra đúng không? Rồi, đẩy ra. Rồi. Sau đó mình làm gì tiếp theo nữa anh em nhỉ? Cái này sai mà, cái này tôi làm rồi mà anh em. Bây giờ mình phải làm cách nào á? Bây giờ mình phải làm cách nào mà mình ở trong này nè, mình đẩy được cái cục
nghĩ là mình sẽ phải đẩy cái cục xanh này, mình sẽ đẩy ví dụ như là mình đẩy cục nạp cục cam này mà mình đẩy được ra ngoài đây đấy, mình đẩy được ra ngoài đây nè đó, mình đẩy được ra ngoài này trước nè, giống như là mình phải để sao mình set up sao mà cục cam ở đây, cục vàng ở đây nè đấy, trong cái cục xanh là cục cam ở đây, cục vàng ở đây, thì tới lúc mình chui vô chính giữa khúc dưới, mình chui vô chính giữa thì mình sẽ đi được đấy. Là cái mà cái tôi đang coi là tôi làm như thế nào đây nè. Đó, nó sẽ phải theo thứ tự vậy nè. Nhưng mà nó phải nằm ở trên nha, nó phải nằm ở trên đây và nó theo thứ tự này. Đó, nó phải nằm trên đây mà nó theo thứ tự này, thì tôi phải đổi quán đổi cái thứ tự như thế nào đó mới được. Tôi phải quán đổi thứ tự nó như thế nào đó mới được. Nếu như kiểu là tôi đẩy này vô đi. Đẩy ra. Để ở đây đó, rồi tôi đẩy cục vàng vô thì nó bị dướng lủng lủng đây nè. Đẩy cục vàng vô thì nó sẽ bị dướng lủng lủng ở đây. Đó, cho nên là tôi đang nghĩ cách làm cách nào đó mà đẩy được cục vàng ra. Chỗ cam thay bằng chỗ vàng hả? Chỗ cam thay bằng chỗ vàng hả? Chỗ cam thay bằng chỗ vàng. Giờ đẩy cục vàng vô trước đi, giờ tôi đẩy cục vàng vô trước đi. Đấy, tôi cho lên đây. Cho từng cái xuống sao cho được má. Má mà đẩy cục xanh này xuống nè, má mà đẩy cục xanh này xuống đây. Đó. Là má chỉ đẩy một cục ra được thôi, rồi tới cục này đường đâu má trung chuyển xuống má. Trời ơi, đừng có cho cam vô, đừng có cho cam vô, cho vô xanh hết 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 hàng ngang. Cho vàng qua phải hả? Cho vàng qua phải cái nữa hả anh em? Cho vàng qua phải cái nữa đúng không? Rồi bây giờ anh em đẩy cam vô cũng không có chơi được. Đẩy cam cũng không chơi được. Rồi, hiểu rồi. Đây, qua đây. Rồi. Ok, hợp lý nè. Tôi quên cái khúc này, trời ơi. Ok anh em. Điệp mẹ mày quên cái khúc này anh em ơi, quên tận dụng cái điệp mẹ mày cái ở trên tường. Điệp, ai da, lỗi tôi, tôi quên tận dụng cái trên tường mọi người à. Thôi nghỉ anh em ơi, bài mấy rồi, mày tiếp, đi con mẹ mày chơi hoài không phá đảo vậy, cái thằng lồn nào nghĩ ra cái trò chơi mà điệp mẹ mày chơi hoài nếu phá đảo vậy nhờ.